Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Ezzy đây. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái tựa game mới ở trên điện thoại nha anh em ơi. Chúng ta có thể chơi được ở trên Android, iOS không biết có chơi không nhỉ? Thì mình sẽ thử xem. Tựa game này liên quan đến chủ đề đó chính là đảo hải tặc, tên là Kho Báu Vĩ Đại anh em nhá. Thì link tải tựa game này mình sẽ để phía dưới. Thì game này không thể tải được ở trên CS Play nên chúng ta có thể tải qua một cái link file APK về cài thôi. Ở game này thì khá là hay. Nhân vật, nhân viên thứ rất là xịn sò. Mình sẽ chơi ở server 4 Shelltown nha anh em. Anh em nào thích có thể vào và chơi cùng mình nhé. Mình vừa mới tải xong thôi. Và tí nữa mình sẽ gửi cho anh em tất cả cái code của game này ha. Code mình sẽ để ở phần comment và phần mô tả ha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái tựa game này. Mình cái tựa game này thì nó dựa theo cái tựa game One Piece Burning Wild ở bên Trung Quốc anh em ạ. Game One Piece Burning Wild thì nó có bản quyền đấy, còn game này thì kiểu không biết là cũng có bản quyền đấy, nhưng mà không biết có phải là chính hãng không thì mình không rõ. Nhưng mà kệ, có tiếng Việt thì là ngon rồi, hơn là cho chơi tiếng Trung Quốc đúng không? Đây là copy à? Ok, đây là dạng cái kiểu game, nó kiểu game chiến thuật anh em ạ, đánh theo lượt. Đây là chúng ta sẽ có thể biết cái này là phần khi mà chúng ta giải cứu Zoro ha. Đó, cho anh nhập tên thôi. Đang rất là đông người chơi game này anh em ạ nhé. Thành Ezzy. Ok đây, ấn xác nhận này. Ok, chúng ta sẽ tên tuổi khiến mọi người khiếp sợ. Chúng ta sẽ nói chuyện với dân làng đây. Tôi sẽ nói chuyện với dân làng xem. Đâu rồi, đây. Người đó tên là Zoro, có ở trong căn cứ không? Cái này chúng ta có thể bỏ qua nhanh được anh em ạ, không cần thiết đâu. Cái này thì câu chuyện thì ai cũng biết rồi. Quái thú bị giam cầm, cho sẽ kiểm tra tình hình của Zoro. Đấy, anh em thấy rất là nhiều người chơi không? Chơi này mới vui chứ. Phải đông người chơi nó mới có kiểu nhiều cái để giao lưu anh em ạ. Đấy rồi, có cái đoạn cutscene. Chúng ta sẽ tiến vào tổng bộ hải quân và cứu Zoro anh em ơi. Cho sẽ nói chuyện với Zoro à. Đây, đây có mấy người đang nói chuyện đây anh em. À, Zoro, ngày xưa mình cũng chơi cái phiên bản One Piece Burning Wild à, nhưng mà tiếng Trung mà. Tiếng Trung của nó nhìn trông rất là khó chịu. Bây giờ ra tiếng Việt tội gì mà là ở server Việt Nam à. Ngon nghẻ luôn anh em. Anh em chơi trải nghiệm cũng được ha. Chẳng cần phải nạp, như mình là mình không nạp. Chơi cày chay thôi. Chăm chỉ cày cuốc đây à. Chúng ta sẽ chiến đấu đầu tiên anh em ơi. Tôi sẽ chiến đấu với hải quân rồi. Thằng này là Hemepo anh em ạ. Tôi sẽ đấu với thằng này. Thằng này thì mình đập vào Olia Frankie này. Đấy, đồ họa đẹp không? Mình thấy game này đồ họa đẹp nhất trong mấy tựa game One Piece Việt Nam ấy. Chiêu thức rất là xịn nha anh em. Một bộ đếm combo sẽ xuất hiện sau khi nhân vật hành động. Bạn có thể khởi động combo trước khi bộ đếm này kết thúc. Kích hoạt kỹ năng cần tiêu hao hồn ngọc ở phía dưới. Cần 2. Ok. À, hiện tại tiêu tốn hai viên hồn ngọc, kích hoạt súng máy cao su. Các kỹ năng khác thì có phạm vi tấn công khác nhau anh em ạ nhé. Đấy, tôi có 3 viên hồn ngọc tôi có thể tấn công được. À, game này khá hay anh em ơi. Copy, copy vẫn còn 2 viên hồng ngọc. Được, tấn công luôn. À, đến lượt các thằng hải quân nó đánh anh em ạ. Tấn công này. Tôi có ăn thiêu. Không cần anh em ạ, không cần cái tuyệt chiêu anh em ơi. Game hay phết nhở. Nó sẽ mở cái kho báu ra. Ui, nhiều đồ phết mà mình thấy đồ họa thì cũng được, đúng không? Vào đánh nhau thứ rất là hay ha. Rồi, ok, đồ họa đẹp phết đấy chứ. Không thể tệ đâu anh em nhớ. Chúng ta sẽ nhiệm vụ này. Đấy, giải cứu Zoro anh em ơi. Tiếp tôi đánh nhau với thằng đại tá Morgan bây giờ mà. Nó sẽ đi nói chuyện với Corby ở bên này, ấn bỏ qua nhé. Game này có rất là nhiều cốt anh em ạ, thoải mái mà để anh em nhập xong rồi lấy vé để quay tướng cái thứ, đánh boss ở trong bản đồ ạ. Ok, đây tôi có thể tự động di chuyển được này. Ui, nó lắm thằng ấy đấy, lắm thằng hải quân đấy nhỉ. Nào chuyến anh em, tấn công này, dùng hai chiêu luôn, kết thúc bằng chiêu kia. Đấy, trời, đánh lan anh em ạ. Chơi đánh theo hàng dọc ạ, đúng không? Chính xác là đánh theo kiểu hàng dọc đấy. Ok, ẩn hiển thị sát thương máu các thứ đây. Kỹ năng tối thượng này anh em ơi, tôi sẽ sử dụng kỹ năng tối thượng này. Úi, tuyệt chiêu đấy anh em ơi. Ui xài, combo, ua, bay mờ lên, chiến thắng thôi.
Nice, chúng ta thắng và chúng ta sẽ vượt qua cái ải này cực kỳ nhanh. Tôi phải tự di chuyển anh em ạ. Ok, đánh nhau với thằng Hempo luôn được không? Được anh em ơi, đánh hết để lên cấp cho nhanh ạ. Ít là thằng này cầm súng ạ, thằng này yếu lòi à, mà cầm súng còn không chắc luôn. Hải quân Hempo level 3, tuyệt chiêu đi đã, cho dồn đủ cái nộ khí anh em ạ để ra cái tuyệt kỹ ở đây, anh em hiểu không? Kiểu thế đó. chổi quét nhà. Chúng ta cần giết được một thằng hải quân đấy chứ nhỉ. Marine, ui nó bắn cho tôi một cái khá thốn anh em ạ, thốn này, thốn với tôi. Tôi chưa, chưa đủ nộ anh em ạ, chắc phải phát sau. Đây rồi, ok anh em ơi, phát sau, phát dùng luôn ạ. Đấm mày này, bay màu. Chiến thắng rồi, tuyệt vời. Ông mặt trời, chúng ta mở cái hòm này ra, kiếm được thêm EIP. Tôi vẫn chưa nhập được code anh em ạ, vẫn chưa xong phần cốt truyện hướng dẫn. Đây rồi, ok. Ấy xài, che hết trò Zoro luôn anh em. Ấy xài, đúng trong chuyện luôn, không khác gì luôn. Tôi đã giải cứu được Zoro rồi anh em. À chưa, bây giờ mới giải cứu này. Chính là chúng ta đến cái nhiệm vụ chính rồi. Hình như là xong rồi anh em ơi. Chúng ta Zoro gia nhập đồng đội. Đấy, chúng ta sẽ có nhân vật kỹ năng này. Mở khóa kỹ năng này. Đây, cho vào đây luôn. Ngon luôn. Luffy viết kỹ năng chưa mở à? Ok, chúng ta sẽ cố gắng nhập code ở đâu nhỉ? Đấy, nhập cái code đây anh em ơi. Anh em sẽ ấn vào mặt của Luffy nhá, xong ấn vào nhập gift code này. Đấy. Anh em mình đợi mình 2 giây ha, để mình vào cái fanpage mình lấy tất cả các loại code mới mẻ mẻ cho anh em. Tổng cộng chúng ta sẽ có 7 cái gift code tân thủ của anh em nhá. Đây, tôi sẽ nhập vào đây luôn. Một là kho báu này. Đấy. Thứ hai là vĩ đại này. Đâu nhỉ? Ấn vào gift code này. Rất nhiều code dành cho anh em nhé. Vĩ đại, cả chìa khóa. Thứ ba là gacha, nhập gift code này vào đây. Ui, 10 mé vàng đây anh em ơi. Báo danh này, nhập gift code. Ấy, ngon luôn. Loan tin, đánh vào loan tin, nhập gift code. Rồi, mũ rơm là gift code tiếp theo. Ok. Rồi đấy, chúng ta có tất cả những cái code đấy rồi. Mình sẽ ấn vào âm thanh đi. Âm nhạc, mình sẽ tắt âm nhạc đi. Tại vì âm nhạc cái này nó sẽ vi phạm bản quyền anh em ạ. Âm thanh on. Ok, tự động phát giọng nói. Ok, rồi cái này chắc nghĩ là được rồi đấy anh em. Chất lượng hình ảnh, độ chi tiết là cực cao, tốc độ cực cao rồi. Mình đang để gọi là đồ họa đẹp nhất có thể rồi. Từ bây giờ anh em không nghe thấy tiếng nhạc không? Mình tắt đi rồi đấy. Tại vì cái game này nó sẽ bị vi phạm bản quyền âm thanh. Bây giờ mình bật lên cũng được. Rồi, chúng ta sẽ có, mình có thể là đi quay gacha được chưa nhỉ? Túi đồ này. Vé thử thách này, vé tuyển dụng này. Chưa mở được anh em ạ, tôi phải đi xong cái Morgan Tay Rìu đã. Cái này có cả auto luôn này. Hay nhờ. Rồi, ấn bỏ qua đây. Đập luôn, đâu à? Morgan Tay Rìu chuyến đấy. Angel hay nha, chỗ có thể auto được đúng không? À, người trên cả cấp độ 6 mới có thể mở auto được anh em nhá. Đã tự động nó dùng chiêu cho mình. Ê, thằng boss kìa anh em, boss khỏe đấy, không dễ ăn đâu nhá. Thằng này có đúng một skill như thế này thì chết tôi. Yếu quá nhờ. Tăng tốc độ được không nhỉ? Không được anh em ạ, hình như không tăng tốc độ được là sao ấy. Ui, tôi bị chảy máu này, từ chưa nó thằng kia đánh chảy máu luôn kìa. Kết thúc. Đấy rồi, tuyệt chiêu rồi anh em ơi, khỏe đấy. Thằng chết mé, tưởng mạnh lắm.
Bot yếu vãi nồi. Tưởng tưởng bot khỏe lắm nha, bot yếu vãi cả nồi luôn. Tưởng thế nào? Tưởng bé thế nào anh em? Bỏ qua luôn nè. Rồi ok anh em ơi, chúng ta sẽ tạm biệt ở Kobe. À, em vào đấy. À rồi, chúng ta sẽ bỏ Kobe ra rồi. Bây giờ thì rời đội rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ rời căn cứ hải quân. Bao giờ tôi mới được ấy nhỉ? À, online này. Nhận thưởng cái. Thêm tiền tiếc cái thứ gì đó. Shop. Chưa mộ, chưa mở nhá anh em. Đây là có cái phần chưa mộ này. Tôi chưa mở được cái phần chiêu mộ đấy cả. Tôi phải đợi một lúc nữa tôi mới mở chiêu mộ đấy. Copy sẽ thành hải quân anh em ạ. Copy báo quá. Chú báo hồng. Chú báo tóc hồng, báo dã man. Chương 2, Nami xuất hiện và đối đầu với băng hải tặc Buggy. Nice. Oh my god. Được đấy. Rồi, nói chuyện với Nami. Bỏ qua nè. Đi nói chuyện với Buggy. Bỏ qua luôn. Yêu cầu phải là cấp độ 7. Đây là cấp độ 7 rồi anh em ơi. Kỹ năng này mình có thể mở mở khóa được này. Mở khóa kỹ năng mới anh em. Kích hoạt kỹ năng mới. Cho nên nâng vào cái gì thì tôi cũng chưa rõ lắm. Có thêm một kỹ năng bị động nha. À cái kỹ năng bị động anh em ạ. Zoro đây, kỹ năng bị động đây. Chứ biết sẽ nâng vào cái gì cho hợp lý thì tiếp tôi sẽ thử xem nhé. Rồi sẽ đánh bại hải tặc giật dữ ở đây. Tôi bắt đầu đây. Ái chà 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 chà. Chiến rồi anh em ơi, bắt đầu chiến đấu. Tuyệt chiêu dùng hết đi anh em. Ok hết đấy rồi. Hết cái hồn rồi. What the hell man. Ít hồn quá. Hãy thử chiêu mới anh em ơi. Chiêu mới này. Chiêu mới. Wow. Dùng chân sút anh em ạ. Tôi chưa biết tên nó là gì. Thế thử xem, nhưng mà cái đấy đánh đơn mục tiêu. Không thích lắm. Ồ phá ra mà. Để cho thằng Zoro lên trước nhỉ. Luffy. Tôi thằng nào phải thằng Frankie máy ra mới được anh em ạ. Đây chiêu này đi. Wow, đánh xuyên ạ. Được đây. Thích chiêu này hơn anh em. Chiêu này đánh hai kẻ địch và nó không dùng từ tuyệt chiêu, chảy máu rồi. Tức là dùng tuyệt chiêu là mạnh nhất có thể anh em. Đấy rồi, đẹp nhờ, trước đẹp dã man anh em ạ. Game này nhìn trông cái phần ảnh chơi rất là đã luôn, thề phải nói như vậy. Chơi được thêm XP, tôi chưa mở khóa đâu, chắc phải xong cái này. Làm sao tôi có thể run được nhỉ? Run tứ kiểu gì đây? Chưa mở được. Mở chương 2. Tìm chủ quán anh em ạ. Nói chuyện với Nami. Tôi phải mở cái quán ở chương 2 cơ. À đây rồi. Ok anh em ơi. Tôi đã có thể chiêu mộ được đồng bội mới rồi đây. À, khá đông người chơi đấy. Anh em thấy đông người chơi không? Bỏ qua này. Đây tôi có thể tính đang chiêu mộ đã mở ra rồi anh em ơi. Chiêu mộ này. Thường chiêu mộ mình có tận 21 vé cơ mà, mình vừa mới nhập cái code anh em ơi. Đấy, chiêu mộ bằng Ocean truyền tin anh em. Nami vãi cả Nami. Bố trận này anh em, ấn vào nút chỉnh đấy, cho thêm Nami nâng cấp ọp nâng cấp này. Rồi tính sau. Chuyển thuyết nhân vật, tôi sẽ mở khóa cái tính năng mới anh em ạ. Nhưng mà có lẽ tôi chiếu mộ trước để xem là tôi quay được cái gì anh em. Tùy chọn SSR, Luffy NW hoặc là Zoro SSR hoặc là Jinbi anh em. Tôi sẽ chọn cái này đẹp. Tăng tỷ lệ ấy. Cái này là tăng tỷ lệ anh em ạ. Có thể tỷ lệ được Luffy SSR. Oh my chúa. Thử chiếu mộ xem thế nào nhé. Nào, X10 luôn. Xin chào thuyền trưởng, người bạn đã đến. Ui, thằng Mr. Nam. Mẹ ơi, thằng ấy yếu loài à. Copy R. What the hell man. Luffy SR ạ. 3 sao. Luffy SR à? Có phải con thằng Luffy mình cần không nhỉ? Có phải thằng Luffy tôi cần không ta? Wapu.
bạn hàng Wapu, Along, Along và Morgan. Gì vậy, hơi cùi ha. Thằng Pia. Oh my god. Những vật này từ rất rất lâu rồi anh em nhỉ. Được một con SR chứ là Luffy anh em ạ. SR mới là Luffy NW anh em. Được. Xem trước chiêu mộ này. Tăng mạnh tỷ lệ SR N Alkiji Gap Moria Ace Hỏa Quyền. Cái này có nạp đầu không ta? Nạp đầu là vé gì đây? Ô, vé vàng không đủ anh em ơi. Vé vàng không đủ. Tôi chỉ có vé này thôi này. Vé tuyển dụng thường anh em. Tôi chỉ có vé tuyển dụng thường thôi. Tôi không có cái vé tuyển dụng ở đây, vé tuyển dụng thường đây. Thì ra nó cho cái vé tuyển dụng thường anh em ạ. Bỏ qua đi. Vé tuyển dụng thường thì thường sẽ không có con gì ngon cả. Gọi cho tổng bộ. Ui, toàn con cùi. Con cùi quái. Tôi đi chỉ đi kiếm vé anh em, không cách nào khác. Dương đột phá, dương quà. Được Zoro kìa. Được dương quà ngẫu nhiên kìa. Cũng được ha. Rồi, tôi thấy khá ngon, không phải nỗi là quá gọi là tệ hại cho lắm đâu anh em. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá, trong tập kế tiếp của tựa game này. Bye bye. Link tải và code mình sẽ để phía dưới phần comment. Hẹn gặp lại anh em.